đây là bài đầu tiên trong cái phần đàm thoại, và để cho mấy em luyện nghe một chút. Ở đây thì cô có cái tình huống là nói về một con người nào đó, giới thiệu về một con người, về hình dáng của người đó. Ở đây tôi có cái bài tên là Le Nouveau DRH, Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Dumas. Alors, le nouveau DRH, vous l'avez vu? Oui, je sors de son bureau. Elle a l'air sympathique et compétente. Elle a le sens du contact. Elle, c'est une femme. Oui, elle s'appelle Myriam Duchemin. D'où vient-elle? De l'agence de Rennes. Je crois qu'elle est bretonne. Et quel âge a-t-elle? Elle est plutôt jeune pour la poste, pour le poste, la quarantaine. Et comment est-elle physiquement? Oh, elle est brune, de taille moyenne, avec des yeux verts. Elle revient de vacances, alors elle est très bronzée. Que dire d'autre? Elle semble être dynamique et a un très joli sourire. Merci bien. Je vais aller faire sa connaissance immédiatement. Ah, j'oubliais. Elle est mariée et a deux enfants. Leur photo est sur son bureau. Giờ đây, cô nói qua về tình huống, tức là hai ông Dumas và ông Hugon là hai người cùng làm trong công ty, cùng chung với cái nhân vật mới vào đây, Le Nouveau DRH. Đây là giám đốc về nguồn nhân lực. Ông Dumas nói, ô nào, cái giám đốc mới nguồn nhân lực, thế thì anh đã trông thấy cái người ấy chưa? Vâng, tôi vừa ra khỏi cái văn phòng của người ấy đó. Bà ấy có vẻ rất là dễ mến và có năng lực nữa. Bà ấy có tinh thần giao tiếp, đầu óc giao tiếp. Ô, bà ấy hả? Đó là một phụ nữ sao? Vâng, và bà ấy tên là Myriam Duchemin. Thế thì bà ấy từ đâu đến vậy? Từ cái chi nhánh ở thành phố Rennes. Và tôi tin rằng bà ấy là người dân vùng thành phố, vùng đất Bretagne vậy đó. Ồ, bà ấy bao nhiêu tuổi vậy? Bà ấy có vẻ trẻ đối với cái vị trí việc làm đó. Ở đây thì mình sẽ dùng chữ cuộc đó. Bà ấy có vẻ là trẻ đối với vị trí việc làm đó, độ chừng 40. Và ngoại hình bà ấy thì như thế nào? Trạng từ physiquement, cái gì liên quan đến phần ngoại hình? Ô, elle est brune, bà ấy nâu, tức là bà ấy có mái tóc màu nâu. De taille moyenne, taille là hình dáng, vóc dáng, và tính từ moyenne là trung bình. Avec des yeux verts, với đôi mắt màu xanh. Elle revient de vacances, bà ấy từ cái nơi nghỉ hè mà trở về. Nên bà ấy rất là có màu da, là cái bằng là nào màu rám nắng đó, bronze, rám nắng. Que dire d'autre? Coi thử có gì nói thêm khác nữa không nào. Bà ấy có vẻ rất là năng động đó, và bà ấy có một nụ cười rất xinh. Sourire, và nụ cười, mà động từ cười mỉm cũng là sourire. Và oh, merci bien, oh, cảm ơn lắm. Je vais aller faire sa connaissance immédiatement. Tôi sẽ đi đến làm quen và bà ấy ngay lập tức đây. Ah, j'oublie, tôi quên. Bà ấy lập gia đình rồi, và bà ấy có hai đứa con. Mấy tấm hình của mấy người ấy đó, mấy bọn chúng đó là đang ở trên cái bàn giấy của bà ấy.